Đây là cái dụng cụ chứa nước bọt này mấy bạn. Mình chỉ việc là nhổ nước bọt vô bên trong cái dụng cụ này là được. Mình xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Thành Lưng Channel của mình. Hôm nay mình đi xét nghiệm COVID-19 ở bên Nhật đó mấy bạn. Thì mình sẽ làm một cái clip chia sẻ quá trình xét nghiệm COVID ở bên Nhật nó như thế nào cho mấy bạn biết nha. Mấy bạn hãy cùng theo dõi clip của mình nha. Nếu thấy có ý nghĩa thì hãy cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh, ủng hộ kênh Thành Lưng Channel của mình nha mấy bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Bây giờ mình đợi xe của người Nhật tới rước mình đi. Thì mình đang ở một cái địa điểm gọi là xa cừ của tỉnh Nagano nha mấy bạn. Thì mình đi xét nghiệm về rồi nè mấy bạn. Mình vô nhà mình tắm rửa, mình thay đồ ra râm rồi. Bây giờ mình sẽ nói chia sẻ cái kinh nghiệm của mình đi xét nghiệm COVID ở bên Nhật cho mấy bạn dễ hiểu. Nếu mà mấy bạn có đi thì cũng biết để mà chuẩn bị. Thì về khoản tiền á, thì xét nghiệm ở bên đây là ngày hôm nay mình đi xét nghiệm là 2 măng 2 sen, tỷ giá là 4,4 triệu nha mấy bạn, gần 4,5 triệu tiền Việt của mình, rất là mắc luôn. Cái tiền này á, ở đây nè mấy bạn, số tiền nè, thì cái tiền này đó mình nghe nói là về công ty á, thì người công ty sẽ trả cho mình, nhưng mà có hay không mình cũng không biết, khi về công ty rồi mình mới biết được. Thì đi xét nghiệm COVID ở bên Nhật này nè mấy bạn, thì họ cho mình ngồi ở trong chiếc xe hơi á, rồi có một người Nhật họ đi vô trong bên trong cái khu xét nghiệm họ nói chuyện, xong rồi có một cái chị nhân viên y tá chỉ đem cái nhiệt kế ra, chỉ kêu mình bỏ vô trong người đo đo ví dụ là bao nhiêu độ vậy đó, đặng rồi đưa lại cho chị y tế đó, chị nhân viên y tế đó chỉ đem vô trong chỉ ghi rồi đem cho mình một cái lọ, gọi là cái lọ đó để đựng nước bọt nha mấy bạn. Thì mình sẽ lồng cái lọ nước bọt đó vô trong cái clip sau đây để cho mấy bạn biết. Đây là cái dụng cụ để chứa nước bọt nè mấy bạn. Mình chỉ việc nhổ nước bọt vô trong cái dụng cụ này là được. Thì mình đi chung với một người Nhật. Mình ngồi trong xe hơi, mình không có được ra ngoài nha mấy bạn. Thì mọi việc thì do một cái người Nhật họ hướng dẫn, họ làm thủ tục này kia rồi. Mình chỉ việc ngồi ở bên trong, rồi nhân viên y tá hoặc là người Nhật đó đem đồ ra cho mình. Trên cái hũ nước bọt thì họ có ghi tên tiếng Nhật của mình. Thì ở đó là cái chỗ mà khám á mấy bạn, mình không được đi vô đâu. Mình lúc nào cũng phải ngồi ở trong xe hơi từ lúc đi cho tới lúc về luôn nha mấy bạn. Không được ra ngoài. Khi mình khạc nước bọt á mấy bạn, mình khạc một lần thì thời gian người ta cho mình là khoảng 5 tới 10 phút, thì cái thời gian đó nó rất là dài luôn. Nếu mà mình có hay bị khô miệng á, giống như mình nè, thì buổi sáng mấy bạn đi hoặc là trước khi đi mấy bạn mang theo một chai nước uống trước, rồi vô trong xe hơi á mấy bạn ngồi đó khát nước mấy bạn uống, rồi khi nào người ta đem cái lọ mà đựng nước bọt của mình á, thì mình sẽ tích tụ nước bọt ở trong miệng mình là khoảng 5 phút hoặc là 10 phút, thì mình sẽ khạc vô một lần duy nhất và đầy cái lượng người ta quy định, để chứ không phải là một chút ít mình khạc rồi một chút ít mình khạc, như vậy là không có được, người Nhật không có cho. Thì kinh nghiệm của mình thì mình chỉ chia sẻ với mấy bạn hai điều thôi, là khi đi khám á, thì mình không có vào bên trong, không biết mấy chỗ khác thì như thế nào, còn chỗ mình đi á, ở xa cừ Nagano này nó là như vậy. Thì cái thứ hai nữa là chuẩn bị tiền. Tiền thì trước một ngày thì hoặc là 2 ngày người ta sẽ thông báo cho mình biết. Cái thứ ba nữa là mấy bạn chuẩn bị nước uống nha mấy bạn. Thì đó chỉ là chút kinh nghiệm bình thường thôi. Ở bên Nhật này khám nghiệm COVID họ không có lấy máu mình, nên mình không có lo cái khoản đó, họ chỉ lấy nước bọt và đo nhiệt độ cơ thể mình thôi. Thì clip nó cũng không có gì đặc biệt, nên mình xin kết thúc clip ở đây nha mấy bạn. Nếu mấy bạn thấy có ý nghĩa thì hãy cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh, ủng hộ kênh Thành Lưng Channel của mình nha mấy bạn. Mình cảm ơn mấy bạn rất là nhiều luôn. Tạm biệt mấy bạn, hẹn gặp lại mấy bạn ở clip sau.